Góp ý về dự thảo nghị quyết và báo cáo giám sát, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao báo cáo kết quả giám sát, cho rằng đây là chuyên đề giám sát khó, có phạm vi rất rộng. Đoàn giám sát đã chủ động triển khai bài bản, báo cáo rất đầy đủ, chi tiết, có các phụ lục đi kèm. Tuy nhiên, cũng cần đề nghị là khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn đổi mới tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Bày tỏ băn khoăn về kết quả sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như tinh giản biên chế giai đoạn 2015 đến 2021 vượt mục tiêu đề ra, nhưng từ giai đoạn 2021 đến 2023 có xu hướng chậm lại. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng đang có những vướng mắc bất cập cần làm rõ. Chúng ta phải làm rõ và phải có các cái giải pháp rất quyết liệt, cũng giống như cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp thì mới có thể đạt được cái mục tiêu các cái nhiệm vụ để ra trong thời gian sắp tới. Kể cả bây giờ trong cái giai đoạn 2015-2021 kết quả đạt được thì cũng rất là tích cực vượt đấy, nhưng mà cái tỷ lệ trong báo cáo đây chúng tôi thấy cũng đáng quan tâm. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc báo cáo của đoàn giám sát đã nêu 7 nhóm kết quả đạt được và 7 nhóm hạn chế tương ứng. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, vấn đề trọng tâm là cần phải thấy được hạn chế, tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Chậm trong cái việc thể chế hóa chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, còn 88 nội dung theo yêu cầu trong các cái chương trình hành động của chính phủ để thực hiện nghị quyết 19 là chưa được ban hành. Tính thống nhất, mâu thuẫn, chồng chéo, thậm chí là hiệu lực đối lập lẫn nhau. Thì tôi đề nghị sắp tới trong nghị quyết mình cũng có danh mục là 88 cái nội dung này, nó nằm ở chính phủ, nằm ở bộ ngành, đơn vị nào để tới đây là khắc phục. Thế còn riêng trong cái tổ chức thực hiện ấy, nghị quyết 19 rồi sau này kết luận 62 của Bộ Chính trị và các cái ý kiến chỉ đạo bổ sung ấy là chính phủ ban hành 4 cái nghị quyết riêng. Và trong 4 nghị quyết đó thì giao cho từng bộ, từng ngành cụ thể các cái việc và thời hạn. Thì chỉ đạo rất là quyết liệt. Nhưng mà đúng là trong cái quá trình này thì nó cũng có các cái khó khăn, các cái tồn tại hạn chế như là báo cáo đã nêu ra. Mặc dù là chính phủ, các bộ ngành, các địa phương đã hết sức cố gắng. Với 100% thành viên có mặt biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề về nguyên tắc và giao thường trực Ủy ban Pháp luật giúp đoàn giám sát tiếp thu, hoàn chỉnh văn bản nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội xem xét ký ban hành.